Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2019. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S Plus. Con này 6S Plus bản 32GB các bạn nhé. Hình thức còn đẹp 97-98% các bạn nhé. 6S Plus bản 32GB này. Con này bản 6S Plus 32GB. Thì sản phẩm iPhone 6S Plus 32GB này thì bên mình đang thanh lý với giá là 4.500.000 đồng nhé. Con này là máy màu hồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus bản 32GB này nhé thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Số điện thoại bên mình thì có hai số, là một là 0966221789 này, và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn có thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Máy hình thức rất đẹp các bạn nhé. Hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức chuyển khoản. Và thứ hai là hình thức các bạn nào chưa tin tưởng với mình ấy, thì các bạn thể chọn hình thức kiểm tra hàng, nhận hàng thanh toán nhé. Nhưng mà hình thức nhận hàng thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay em giới thiệu các bạn chiếc iPhone gì nhỉ, chiếc Samsung S8 Plus nhé. Con này là máy Hàn nhé, con hai máy Hàn, con này là bản một sim nhé. Con này là bản một sim này. Con này là bản một sim, con này thì chưa lên sim 2, con này có thể nâng cấp được nhé. Các bạn có thể là mua về nâng cấp được xong nâng cấp được nhé. Đây con máy Hàn. Con này S8 cộng này. S8 Plus này. Con này thì cấu hình là RAM, cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Đây, bộ nhớ 128GB, RAM 6GB các bạn nhé. Và sản phẩm iPhone gì nhỉ? S8 Plus này, Samsung S8 Plus này thì mình sẽ thanh lý các bạn mà giá ưu đãi nhé. Để biết giá chi tiết con này thì các bạn có thể liên hệ cho mình, một qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Đây, máy hình thức rất đẹp các bạn. Đèn bóng này. Nó phải còn 97% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus bản Hàn này nhé. iPhone gì nhỉ? iPhone S8 Plus này bản Hàn nhé, thì các bạn đi ra hàng mình là sớm nhất nhá. Đây là S8 Plus hôm nay mình vừa về con này xong. Máy rất là đẹp các bạn nhé. S8 cộng rất là phê nha. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A7 2017. Con này là bản Hàn nhé. Hôm nay thì mình vừa hầu như là về toàn máy Hàn. Máy Hàn con này thì là một sim nhé. Máy Hàn thường là về Việt Nam là mỗi một sim. Còn các bạn nào mà dùng sim 2 thì đây. Con Samsung A7 2017. Cổng sạc tai xi này. Và con này thì hình thức còn đẹp 95% nhé các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung A7 2017 này thì bên mình sẽ thanh lý cho các bạn giá ưu đãi nhất là con này là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2017 này thì các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là dưới 2 triệu đồng nhé. Dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Sorry các bạn, dưới 3 triệu đồng nhé. Máy màu đen bóng rất đẹp nhé. Hình thức còn 95% nhé. Này, con này là bản Hàn một sim nhé. Nhà mình thì có 1-2 con. Con này thì nguyên tiếng Hàn. Thì nhà mình có 2 con nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A07 hay 2017 này thì các bạn nhà hàng là sớm nhất nhé. Hình thức con này cũng 95% nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung. Con này là Z3 Pro. Con này là máy cũng của Hàn Quốc một sim nhé. Z3 2017, Z3 Pro cũng của Hàn Quốc nhé. Ủa thì thường Hàn Quốc thì anh về mình là hay một sim nhé.
Ziva Pro này nhé, Ziva Pro. Ziva Pro thì mày mình vừa về rất nhiều nhé. Đấy, màu xanh này, đấy, màu xanh màu đen. Ziva Pro này. Z3 Pro các bạn nhé. Và đây là sản phẩm Samsung Z3 Pro. Nhà mình thì có 3 xanh và 2 đen nhé. Và sản phẩm Samsung Z3 Pro này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 Pro đấy nhé thì các bạn hãy ra mình sớm nhất nhé. Nhà mình thì có 5 chiếc nhé. Tất cả 5 con này là bản Hàn, một SIM hết các bạn nhé. Bản Hàn một SIM các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 Pro này nhé thì các bạn hãy ra hàng mình sớm nhất nhé. Nếu các bạn nào muốn sử dụng hai SIM thì các bạn phải về phải nâng lên hai SIM nhé. Nhà mình thì có 3 con xanh và 2 con đen. Con này thì bên mình chỉ thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng thôi nhé, với giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Nên là các bạn yên tâm, nói chung là máy Hàn thì các bạn cứ dùng yên tâm, không phải lo về chất lượng, các bạn dùng máy Hàn thì các bạn sẽ biết nhé. Rất là ok nhé. Nói chung là nhiều con thì còn nguyên tiếng Hàn thì mình sẽ về mình đổi cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 Pro Hàn Quốc này nhé thì các bạn nên tới hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu của bạn là chiếc Samsung, con này là con Z7 Pro, con này là của Hàn Quốc nhé, Z7 Pro Hàn Quốc ạ. Thì con này bên mình chỉ thanh lý với giá các bạn là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro Hàn Quốc này nhé thì các bạn những cái hàng này mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Để thanh lý cho các bạn giá cực kỳ là rẻ nhé. Và sản phẩm tiếp theo các bạn mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì nhà mình có tất cả là 3 con nhé. Nên là nhà mình về được 3 con Samsung Z5 Pro. Thì ba con này là đều là bản Hàn hết các bạn nhé. Máy hình thức còn từ 95 đến 99% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro rồi nhé thì các bạn những cái hàng này sớm nhất nhé. Ba con này là đều là bản một SIM hết nhé, bản Hàn một SIM nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này thì các bạn những cái hàng mình sớm nhất nhé. Z5 Pro thì nhà mình có 4 con. Và sản phẩm tiếp theo mình buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc con Samsung A52017 này. Đây là A52017. Thì con này là bản Hàn một SIM nhé. Đây, con này là bản Hàn một SIM ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A52017 này thì các bạn nên tới hàng thì mình sớm nhất nhé. Máy màu đen bóng rất đẹp nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Hơn 2 triệu đồng. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A7 2017 này. Đây. Con này là A7 2016 các bạn nhé, xin các bạn là con Samsung A7 2016. Con này là máy cũng của Hàn Quốc nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2016 này nhé, các bạn hãy tay hàng mình là sớm nhất nhé. Máy rất hình thức, máy rất đẹp nhé. Con này đẹp phải đến 97% các bạn nhé. A7 2016 này, bản Hàn Quốc một SIM nhé các bạn nhé. Thì các bạn nên ra hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Sony EZ thì hình thức con này là khoảng độ 85%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony EZ thì các bạn nên ra hàng mình sớm nhất nhé. Hình thức con này là đẹp 95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony EZ thì các bạn ra hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung con này là Z6 2018.
Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J6 2018 này thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nha. Bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 thường. Con này là bản 16GB nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là giá các bạn là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Và đây là con Xperia, Sony Xperia thì nhà mình còn một chiếc màu bạc này nhé. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nên hàng về sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Sony Xperia thì mình có một con màu bạc rất là đẹp nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 4S. iPhone 4S thì nhà mình hôm nay mình vừa về rất là nhiều nhé. Và sản phẩm iPhone 4S thì bên mình đã thanh lý với giá là 600.000 nhé. Nhà mình thì có 3 con đen và 3 con trắng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S này nhé thì các bạn nên hàng là sớm nhất nhé. Ví dụ nhà các bạn có trẻ nhỏ hay là ông bà bố mẹ có thể mua tặng sản phẩm iPhone 4S này về tặng cho ông bà bố mẹ người thân thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, bên mình đã thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Giá rất là rẻ nhé. Ngày trước cũng một là siêu phẩm đấy, nhưng bây giờ rất là rẻ các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S làm một máy phụ nghe gọi thì các bạn nên ra hàng ngày mình sớm nhất nhé. Bên mình thường thì sẽ là chốt đơn vào buổi sáng. Thì các bạn nào thì các bạn mong các bạn chốt đơn của mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo A37, cấu hình là RAM 2 bộ nhớ 16. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này nhé thì các bạn nên tay hàng cho mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F3. Oppo F3 thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là rất là rẻ cho các bạn nhé. Hình thức con này thì là hình thức đây, vỏ hình thức thì cũng rất là đẹp nhé, người rắn lông cũng đẹp nhé. Chỉ con này chỉ bị cạnh máy, chỉ bị viền xấu ở cạnh máy thôi, nhưng mà được cái là máy zin nhé các bạn nhé. Chỉ viền xấu cạnh máy đấy thôi. Oppo F3 thì mình sẽ tặng các bạn một cái ốp này. Thì các bạn ốp vào phải là phải đẹp này, không vấn đề. Ốp thì các bạn có thể là mua ốp mới cũng được. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 này nhé thì các bạn nên ra hàng mình sớm nhất nhé. Hình thức thì mình cũng tả như hình luôn, vỏ thì còn rất là đẹp và chỉ bị là nó bị chỉ xước ở viền này thì hơi xấu một chút nên mình sẽ thanh lý cho các bạn là giá cực kỳ là rẻ nhé, 1.700.000 nhé. Cấu hình là RAM 4GB. Đây, cấu hình này là RAM 4GB. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 anh sớm nhất nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, mình giới thiệu và thanh lý cho bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân là thích sản phẩm điện thoại cũ với mình thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn đang xem video của mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.